chia sẻ giao lưu anh em một kho dúi nhì đá nha anh em. Một kho dúi nhì đá mẫu tử rất là đẹp, nhì hai viên đá phải rất khủng nha anh em. Kho này nặng là 6 khiên nha, kho này nặng 6 khiên nha anh em, rơi vào khoảng tầm 250 kg. Đo cái hành cho anh em xem, hành hành ngay chỗ chân bờ này nha anh em là hoành 170 nha, chiều cao 1m3, nặng khoảng 250 kg nha anh em. Một kho chuối ôm nhì đá nó rất là đẹp lên mắt luôn nha anh em nha. Anh em yêu ta yêu mến nhanh tay sở hữu nha anh em. Chốt canh rất là cung nha anh em. Kho nhì à. Nhì sâu đây. Ôm nhì rất cứng nha anh em. Đấy. Rồi anh em nào hợp thì liên hệ nha anh em. Rồi chào anh em.